hàng này. Ui, bóng hàng quá anh em ơi. Bóng rồi. Hello, xin chào cho anh em quay trở lại với Phương Thảo Fishing nhá. Lâu lắm này em không lên cái hồ trên đây các bạn. Bởi cái hồ này là hồ tự nhiên, người ta đánh lưới nhiều quá. Đợt vừa rồi lên được khoảng lên 3 hôm thì toàn mỗi ngày được 1 cân, hơn cân đô phi hơn con ấy. Thì ra này em cũng không quay video lâu lắm này. Nói chung là cũng phải gần 2 tháng này em mới quay trở lại trên đây. 2 tháng này các bạn, hôm nay không biết có nên làm nên trò trống gì không. Lưới trời người ta cái răng suốt này đánh câu cá nó cũng chung là nó cũng chán. Cá nó phải yên yên thì nó mới ăn cơ. Hôm nay đánh cần commando anh em. Chứ commando này. Ở đây cá nó không dính thôi, nó dính nhiều lúc cũng được con rất là to. Chơi cần máy cho nó khỏe. Trên đây cá không dính thì thôi, dính thì toàn con rất là khủng luôn đấy anh em ạ. Quan trọng là nó phải yên yên cơ. Hôm nay kiểu như là giữa tuần nên là em nghĩ là người ta đánh lưới ít nên là phải đi câu luôn. Chứ mà cứ khoảng thứ bảy chủ nhật là đảm bảo là anh em nó được nghỉ là nó bắt lưới thì ra ngay. Lúc đấy mình đi câu là rất là khó được hàng. Cá to nó khôn lắm, cứ thấy động cái là còn lâu lắm em. Mong nào nay nên là con hàng nó to quay anh em xem nó thích mắt. Đúng là đợt đấy em nhớ là cũng là 4-5 hôm lên giật nia địa toàn các loại thu phi còn nhìn nó chán cả người. Cháu ăn câu cá này to to tí thì quay anh em xem nó thích mắt, cái loại ba con đầu ngón tay quay chán lắm. Đánh đơn thì có thể là những con cá bé bé vậy quay cũng đẹp, nhưng mà lục thì những con đấy thì quay lên trông nó chán, giật nên nó không buồn dẫy luôn các bạn. Đấy, cá bé giật đến không dẫy luôn, nóng sâu quá. Mồi hôm nay vẫn chơi cái loại mồi huyền thoại của em, ủ chua. Ủ chua và cám viên. Dẻo lắm anh em ạ. Thêm tí bột mì đánh bóp mồi cho nó chắc. Cái này mà mồi ủ chua có mấy cám viên thì em bóp vào gần như nó đã dẻo rồi. Đánh luôn rồi nhưng mà cứ thêm đánh nhá, kiểu như muốn để lâu ấy. Còn cho thêm tí bột mì á. Ngồi ngâm cho nó thích. Đánh nâu cá to nó mới vào được. Cứ ngâm nâu cá to vào ạ. Còn đâu mà cứ thả xuống đớp ngày, chỉ có bọn thủ phi còn. Thả xuống một đớp ngày chỉ có thủ phi con thôi. Em chẳng cần lò xo, trước em hay đánh lò xo mà giờ em không cần. Kiểu đánh lò xo mình giật em thấy nó hay bị hụt hơn là so với đánh bó mồi này. Đánh bó mồi này anh em gần giật nên cái cục mồi nó tan ra là nó vỡ ra đấy, là nữa đóng mà cá ngay. Còn nếu mà có lò xo thì kiểu nó cứ bị vướng vào lò xo đấy. Em giật nó hụt mấy lần này xem sau em rút được kinh nghiệm là cứ cho một mì vào mồi nó chắc để ném được đi xa ở đâu nè. Không cần lò xo nữa. Đấy, cứ cho nó cân cân này. Bó một cục cái cân cân này ném nó ra xa nó không vỡ được mồi đâu anh em ạ. Để lâu nó tan thì cá nó vẫn đến cái lưỡi này thôi. Có tan thì cá vẫn nằm ở cái lưỡi. Thank you.
Con này. Ui. Bóng hàng hoa em ơi. Bóng hoa. Ui. Ôi. Đẹp quá, đẹp quá. Chụp 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 chụp. Đẹp quá, đẹp luôn. Thôi chết, đợi em gỡ cái vợt cho bác nhé. Chết chết nào. À. Chấm 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 có 1% anh em ạ. Đẹp quá. Phê 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 phê. Phê phê phê. Đẹp chấm có. Chấm có chấm có. Này cái phần đó. Chết rõ còn chưa ra vọt anh em ơi. Hỏng rồi, đi có một mình chưa ra vọt. Con này em nhức nổi rồi, nổi rồi. Giọng nó mệt ngay. Mệt ngay mà. Giờ phải tập chưa vọt để chết không có hoa cơ. Chết rõ rồi, phải nắp phạt. Này mới khó ấy. Cứ để nó dặn. Em đang phải kẹp hai cái đùi của nó cần này em khổ chưa. Đi quên không ra vợt. Cái này nó trùng dây dễ bỏng lắm đấy. Rồi, rồi giờ này con này mất chạy rồi. Chạy rồi. Con này cần này em nhấc phát đi ngay mà sợ nó hại nữa nhá. Lên 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 lên. Vào đây vào đây vào đây. Vào đây. Ủa chết 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 chết, nó mắc ra ngoài không? À, nó chặt, nó chặt. Ủa, ui, đen 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 anh em ạ, em tưởng chép chấm khổ không phải, chấm đen. Ừ, chấm đen các bác ơi. Xấu quá. Nấu lắm mới được con đen đẹp chưa bác này. Dạo em đánh cắm viên hay được đen thật. Phê quá. Đúng rồi người. Còn đóng căng. Anh em mình chấm đen. Ôi. Phê quá anh em ạ. Dậy. Chụp nó kiểu ảnh các bác nhá. Này, em quay cận cảnh các bác xem. Con này nó chỉ được khoảng 2 cân anh em ạ. Này khoảng 2 cân.
nhưng mà dòng này cũng phê phết đấy. À, cho vào dọ, cho vào dọ. Cho nghe vào dọ. Em hàng đầu tiên. Này, đây mấy cá to mà không gỡ vào ta trước à, dễ mất lắm các bạn ạ. Mày quá, con này nó còn bé, đóng nó cũng sâu, nó không bong được. Mấy cá to mà này không tao vào được chứ. Hơi sửa suốt. Bởi vì mà mọi lần em lên đóng toàn mấy con rô phi. Không ngờ này đóng con hàng to quá. Không ngờ lại đóng con hàng to. Chẹo cả lưỡi. Công nhận cái lưỡi ngũ này nó bén thật. Mút phát cắm phập sâu trong luôn. Mất chạy. Để mà nói về cá chấm đen và cá chấm trắng thì em thấy chấm đen nó khỏe hơn rất là nhiều. Kéo nó sướng hơn. Chấm trắng thì kiểu nó cứ nở đà là đờ. Cảm giác đóng cá to nó phê. Phê quá các bạn ạ. Mồi to này cá to nào. Cái câu này cứ đợi lâu lâu bọn rô phi không vào phá hồ thì tất sẽ được hàng ngon nhé. Ý sợ bọn rô phi vào phá hồ. Đóng ngay mút này. Ôi dồi. Đóng ngay mút này. Ôi dồi. Ai, có bóng rồi. Ui, đóng một con to bóng rồi quá. Ui, giật quả ngon đấy, bóng nhỉ. Con này xuống nó hiền thế nhỉ. Con này to luôn đấy anh em ạ. Tiếc thế. Nếu đi vào phát mà quả đem khò nó cũng căng phết, mà sao lại tuột được nhỉ. Tiếc quá. Nó trùng nó vẫn là. Nó hên mình đen. Nó hên thì mình lại đen. Quả ngon ăn thế mọi chuyện. Còn đấy to luôn đấy các bạn ạ. Phí thật.
mút nhỏ nhỏ này nghỉ đồ phi. Đồ phi hoặc là chép. Chép đầu tiên kể chép to nó vào nó mút kiểu dập, nhưng mà sau này nó sẽ đẻ một phát chí mạng luôn. Có một đồ phi nó cứ dập dập mãi. Cứ dập nó vẫn chết. Chúng nó cứ dập mà chúng nó cũng quẳng hết. Đó anh em mình chưa? Dập chưa? Dập sâu vào lấy nết mà. Chết chưa? Nóng ngay. Úi dồi, úi dồi. À chà. Gì đấy? Chết chưa? Nóng ngay. Úi dồi, úi dồi. À chà. Gì đấy? À, đồ phi to, đồ phi to anh em ạ. Đấy, anh em nhìn chưa? Được rô nhưng mà rô to nha. Phê quá. Zoom gần cho các bác xem. Ôi giời, dậy. Dậy gây dễ cảm nhận. Đây anh em nhìn này, cái giống lục phi nó cắn cái hiểu buồn cười nữa, nó dập, nó cứ dập vậy mãi. Còn nếu mà nó lại chép to thì nó cũng vậy các bác nhé, nó cũng dập. Nhưng cái thứ ba từ nó sẽ nụt phao ngay. Đây, giống chép to hơn đồ phi đi. Cứ đều đều vậy thôi. Giống đồ phi nó cứ dập đều đều vậy. Sao? Thế là nay đặc là vậy cũng là đặc thấy các bạn. Chỉ cần một cá to nữa. Một hai đồ phi là ok. Quan trọng là nay nên đặc con cá to là sướng. Ủa vẫn đóng anh em ạ. À. Giờ phát trời vẫn đóng. Ủa vẫn đóng anh em ạ. À. Giờ phát trời vẫn đóng. Ôi giời ơi. Quên gài máy quá. Phát quên gài máy vẫn đóng. À, này anh em này. Em phần phát quên không gài máy ấy, cứ tưởng sượt cho nhưng mà quay nên vẫn đóng. Đóng thẳng mắt luôn. Thế em kỉnh
thằng chuột cơ. Còn lại số chết. Nó cứ nhanh nháy mà mình giật khoan không hụt mà. Điều quan trọng là lưỡi sắc các bác nhé. Vải phát đã dính à. Ô thôi 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 thôi. À, này cũng là đẹp của nó đấy anh em nhỉ. Đẹp của nó lại vào đây. Cứ tầm chuột. À, thành quả đây các bác ơi. Đây, cho cái thùng này mang về cho đỡ chết nhé. Thành quả này các bác này, này rất là tươi. Hôm nay thành quả được cứ tương đầy các bạn ạ. Rồi cái giặt phê tay này sướng rồi. Và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé, về đây.